Vâng, em chào các bác. Hôm nay em lại lên sóng giới thiệu với các bác đây. Hôm nay em quay cho các bác quay một con Chevy 207 này các bác nhé. Dòng Chevy 207 này cho một bác ở Gia Lâm, Hà Nội ạ. Thì con Chevy 207 này là 5 tấm điện cực, lõi nọc 16.000 lít ạ. Đây em cho các bác nhìn. Đây lõi nọc 16.000 lít này. Đây là vặn chế độ kiềm và chế độ axit mạnh này. Có từ dung tích kiềm 2.5 đến 10 chấm. Tuy nhiên Chevy nếu mà dùng 2.5 chúng ta phải dùng muối và vặn nút điều khiển ở trên này ạ. Nhưng mà cái 2.5 này thì ít người dùng vì là bên Nhật người ta cũng ít dùng đấy ạ. Vì 2.5 này là nước sát khuẩn rửa tay cho bộ y tế, cho những sát khuẩn mạnh. Nên đâm ra mà hai nữa, nếu bác nào chạy nhiều 2.5 tấm điện cực này nó sẽ có màu sạm ạ. Thì hôm nay em xin test nước cho các bác ý. Đây một chỉ số nước, đây em đã đấu sẵn và giỏ đây là thử pH. Em thử pH và thử clo như mọi máy các bác nhé. Hai giọt này em sẽ thử nước 5.5 ạ. 5.5. Đấy, khi nào chiếc đèn này thì 5.5. 5.5 thì dòng tương ứng của nó khi nó điện phân nó là khoảng hơn 2A nhé các bác nhé. Đây em thử cho các bác này, nước 5.5 này. Nước trung tính này. Đây là màu axit, axit nước sát khuẩn dành cho chị em phụ nữ rửa mặt làm đẹp, nước tẩy trang. Nước trung tính có nghĩa là nước chỉ qua lõi lọc nha các bác nhé. 8.5 là nước dành cho người mới bắt đầu uống ạ. Kiềm 1 để cho người mới uống thích nghi nước kiềm. Nước em này cực chuẩn nhé các bác nhé. Tất cả các cái máy trước khi em bàn giao cho các bác là em cũng sẽ thử test ở nhà. Và sau khi mang đến nhà các bác, bọn em cũng phải test theo yêu cầu. Nếu bác nào yêu cầu test. Đây là 9.0 tuần thứ 2, nước uống dành cho người tiếp theo đây. Các bác nhé. Em đã dán hướng dẫn tiếng Việt rất chi tiết. Con máy này 207 là hàng cam kết đấu giá nguyên bản đẹp. Cực đẹp luôn đấy các bạn. Nó như là một chiếc máy nọc mới, không biết xây xước ạ. 9.5 là dành cho người nước uống tuần thứ 3 giờ đi suốt đời máy. 9.5 nước uống. Đây các bạn này. 10.5 là ngâm rau củ quả hầm luộc. Và khi các bác nhé, nếu các bác đơn giản nhất là các bác luộc những chiếc rau thì độ phân tử của rau này nó rất là nhanh dừ. Các bác luộc thịt cũng vậy, rất là nhanh dừ, riêng ở cái nước 10.5. Đặc biệt các bác uống rượu về có thể dùng 10.5 để đẩy cái axit mạnh trong rượu. Đấy, nước cực kỳ đẹp các bác nhé. Đây em sẽ thử nước 9.5, nước clo cho các bác xem con này nó loại bỏ clo như thế nào. Đây vòi chính này. Và đây là vòi thải các bác nhé. Đây các bác, bảng màu clo thì cho chúng ta chỉ số từ 0.3 đến 0.5 là chỉ số an toàn. Chỉ số an toàn các bác nhé. Thì đây em sẽ giỏ dung dịch clo. Đây là nước sạch của chúng ta này. Em giỏ này. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Trắng tinh. Đây em giỏ nước thải nhé. Con này nó sẽ loại bỏ clo hoàn toàn. Đây các bác nhìn này. Đấy, cũng làm dung dịch khi nước màu trắng như nhau. Nhưng chúng ta khi thử thì mới biết được cái clo trong nước nó dư thừa mạnh như thế nào. Đấy các bác nhìn thấy không? Đấy, con máy này thì em test để mai đi nắp cho một bác ở Gia Lâm, Hà Nội. Tí nữa em sẽ test cho một bác con Chevy 6.000 để mang nắp cho một bác ở Thái Bình nữa.
Thì các bác nào có quan tâm về dòng máy lọc nước nước ion kiềm thay đổi nguồn nước sống của gia đình nhà mình thì hãy alo cho em, thì em còn rất là nhiều các loại máy. Đây em sẽ thử những chiếc máy lần lượt đây các bác. Rất là nhiều các loại máy, cả máy đập hộp le và Luka 8SD501. Nếu máy mới thì rất là nhiều các bác nhé. Chủ yếu là Chevy thì máy đập hộp thì rất là ít vì giá thành nó khá là cao. Mà hình thức dòng Chevy này em nói thật các bác là khi các bác nào nước mà dùng ở mặt sông chỉ số TDS tốt thì dùng nước dùng Chevy này cực kỳ đẹp và chắc chắn các bác nhé. Nhìn trông rất là chắc chắn và sang. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Bác nào xem kênh lần đầu tiên thì cho em xin một nút like, kênh đăng ký màu đỏ. Shop nhà em có địa chỉ tại Khói Châu Nghiên, ship toàn quốc và lắp đặt toàn quốc cho các bác nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video.